Đây này, bà Thông mời tất cả các bạn và mọi người. Đây là cá nướng cái này. Mời đi. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình hôm nay sẽ lại đi cùng anh Phúc và vợ anh Phúc đi đêm để úp cá đêm các bạn nhá. Bác Thông thì trời tối này mắt bác kém, với lại trời mưa nên bác không đi được mọi người ạ. Nên chỉ có mình, vợ anh Phúc và cameraman đi úp thôi. Mọi người cùng theo dõi video cùng mấy anh em mình nhá. Này, anh Phúc cày từ 6 giờ sáng đến giờ là 8 giờ tối các bạn ạ. Hello, chào mọi người nhá. Bây giờ anh em bắt đầu lại đi bắt mấy con cá nữa. Đây là vợ anh Phúc vừa tiếp tế cho một túi mía ăn lấy sức. Ăn lấy sức, giờ anh em mình bắt đầu đi úp cá nhá. Nhất trí anh ạ. Được không? Thời tiết này thì nó cũng đang hơi mưa. Hơi mưa nên là anh em mình thôi. Liệu úp được không? Được. Nhất trí hoàn toàn. Đi. Khả năng được. May thì anh em mình được bữa. Mà không may anh em mình đi chơi tí là vậy. Kiểu gì chả được đúng không? Đấy, thu thôi. Đây cái này đang đạt ngoài ruộng luôn. Cho chồng một cái đèn. Đâu. Thôi nhỏ nhỏ thôi nó chạy mất. Đấy thầy, con có 5 đấy thầy. Có đây này. Đấy, nó đấy. Đây con một chỗ con này to hơn đây. Đấy, úp luôn này. Rồi thầy. Thấy. Rồi. Chỗ này nó có nó cần. Cầm dao mà chém. Chị soi cho em bắt luôn bằng tay con này. Mổ hai tay vào. Đúng không? Tay đầu, tay đuôi. Được. Cá giếc. Cái này về một kho thì phù rồi. Chị đưa cái túi để em xách cho. Chị đưa cho em xách túi. Con thương đợi cái ấy đèn vào đầu đi. Ồ, xong, chốc, đầy đỏ. Để mình cầm một đèn thôi. Nhất trí hoàn toàn, để em đội cái đèn này vào đầu. Kiểu gì cũng được một bữa cá giếc các bạn. Được anh là chỉ có nướng thôi. Cá nướng ngon mà hôm qua răng muối bác Thông ăn ngon lắm. Ấy đâu rồi. Trời ơi. Sao phép nhỉ? To bùi bé mềm em ạ. Đúng rồi. To bùi bé mềm. Để em chặn đầu kia rồi. Mày đi lên trên rồi. Đây một con. Đâu. Đâu? Cái mà bé. Ê, con này muốn lọt cái nơm. chỉ có to đấy. Đây rồi. Đây một con này. Giếc đấy. Cắm kia cái sông kìa, cắm kia cái sông kìa. Đâu? Đây, hùng đấy. Cá rô phi. Giếc ngon đấy, khéo được một mớ cá giếc về kho à. Này mà kho dừ thì thôi rồi, sáng ra mà ăn cơm. Đây. Kia kia trong kìa. Quý ơi. Đây. Đây. Ý, tay mẹ mày. Biết ngay mà. Sờ vào. Hỏng ăn ngay mà. Con gì giúp kìa. Đấy, giỏ con nào lớn kìa. Đây, có chụp. Ui, con rô phi chứ. Kìa. Gì? Bắt hả? Ui, bật lấy ra này không? Chạy em đến mất rồi. Chạy chỗ anh ngay bên cạnh. Mình chỉ phải chơi cái giá mình biết ngủ. Bắt được nhiều. Bắt chưa? Bắt cả rô phi to vậy. Có con bên cạnh ngoài luôn. Ủa, ừ, sợ ra. Ôi, nhạc mất rồi. Úi dồi. Đấy, một con giếc đấy, chị. Con ai bé? Giếc hay rô phi? Ê giời. Có gì đấy? Zophi. Con Zophi bé ấy mà, thôi tha rồi đó ạ. Ta tưởng Zophi to à? Lún nhỉ? Tí về ướt thế. Ta được chưa? Được rồi. Vô tay. Đấy, siêu phết ư. Chơi tay không. Hai. Rục bùn rồi. Được con nữa rồi. Rục bùn thì chỉ có chết. Đây. Đây.
Vy. Vy ơi, con gì đấy? Sophie. Vy bắt con đấy cho nó đầm với tay. Bắt cá riếc rồi. Bắt cá riếc mới chợ thôi. Bắt hết. Bắt hết. Ê con ơi. Đấy, đây, đây, đây. Cái này nó có ra. Chết tiêu đi. Mình làm này, ui thôi. Ôi. Hai con, hai con. Ui, đây có 4 năm con. Thế nhiều quá. Ui. Nhìn nhìn con riêng hả? Ý quá, thấp lời vậy. Ui, 4 năm con đi. Chết đi. Ý, con đi to đấy. Đại ca chưa? Nó giống phi to các bạn ơi. Đục hết nước rồi. Cố bắt hết chị ạ. Đây con nữa này, ú phát sao được 2 con đấy. Ý, thích nhỉ. Thích chưa? Ai rồi, ôi. Ê, ôi. Bắt cái giết to. Cá riếc các bạn ơi. Chú Phi thì lắm lắm. Đây cần cá riếc. Đây chị. Huy 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 huy. Nhiều thế nhỉ. Từ từ. Để anh để em. Anh đây đây. Nhìn thấy chưa. Nhìn thấy. Ú không khỏe. Ôi ôi. Nó vọt lên. Nhảy lên mất. Ui. Đây. Đây 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 đây. Đúng rồi. Đấy. Ôi ôi. Nhiều quá các bạn. Cái bãi này còn nhiều cá thế nhỉ. Cá này là cá ấy mà. Ồ, à đây rồi. Ý, tàn riêng nhỉ. Béo lắm. Trên này có con này. Ây, mai mà làm răng muối. Con này luôn. Ui, dù phì, bắt đi. Để anh bắt được này. Cứ bắt được đấy để anh bắt được. Camera men này, nhìn này. À, ô bề. Vã bị lụt rồi. Đó rồi. Ui. Có con nào không vậy? Ui. Vui quá các bạn ạ. Ui. Chị Loan chém không chém được à? Đâu? Lên đây, lên đây, lên đây. Con này, con này. Cái da rô đồng đấy. Được không? À, Dô Phi à? Anh nhìn đấy, anh tưởng cái đấy. Được mớ các bạn ạ, nhiều quá. Ui giời. Chưa gì đã vài cân vậy hả? Nhiều quá, đây, đây một con đấy. Con gì đấy? Dô Phi, nhỏ quá. Nhỏ quá. Đây đây một con. Chị Lan là con cá giống phi cả tí. Đâu nó bán hết rồi. Mấy thông lại bảo cũng còn cái dạng ngứa tí. Đây hai con luôn này. Đúng được. Con gì đây? Phi. Hai con phi to à? Này, thôi. Thôi. Để em bắt. Bắt. Đây này. Bắt cá riếc thôi. Đi toàn cá riếc thôi này, cất đi này. Đi. Bắt được. Nó đâm cho thì. Nó đâm cho thì kịp. Nào vì. Yeah, trời ơi, lộn. Còn đấy thì ướt. Em ướt hết rồi. Bên trong ủng tàn bùn là bùn thôi. Phải đầu tư ngay vào cái con ủng mới được. Cho vào đây. À, chà, hôm nay chị Loan siêu phết đấy đùa. Bắt tay hả chị? Bắt tay chị. Chém nữa, chị Loan chém mà. Chạy đi à, chạy đi. Có thể cử cái này ra được không? Em bắt con này. Đưa đây con, đưa đây con, đưa. Đây, từ từ. Thấy quá. Ê các bạn ơi. Không đi được, sorry. Đây này. Ở rất chạm bỏ nhờ. Không nhá, tí chồng lấy cho vợ nhá. Tí vợ không nổi ra đây lấy rồi. Phải hy sinh ủng ra đây rồi mọi người ơi. Ôi dồi, nó mút. Thôi bỏ ra đi cẩn thận nhá. Bắt đây rượu này nó cũng không có ấy. Ôi trời ơi. Thôi bây giờ lấy nha, tí trong lấy nha. Ok nhá, tí hoàn toàn. Bỏ vào đây. Này này. Có nào không vậy? Đây. 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 Đây được mấy quả rồi. Ui bằng này. Ui. Hai túi kìa. Cái đi hứng cái mà anh chết. Ây ồ đây rồi. Đi vào một bên thôi. Này mai mà lại quạt. Gì? Tàn cá riếc, anh úp được tàn cá riếc. Đây con nữa này, Huy à. Úp luôn này. Con này to hơn sao. Con này kia không được cá riếc rồi. Kia cơ mà, bên trên kia cả. Dô phi, dô phi. Dô phi to à? Úp luôn này. Đây đây. Đây lại nó đấy. Chết. Úp luôn, bắt tay nhỉ. Hả?
Là tôi nó ngủ quên. Chị Lan chị đang chê anh đấy. Úp vào không phải không phải. To như này cơ mà. Yeah, con này nằm gỏi. Trời ơi, trời ơi. Con này nằm gỏi này. Này ăn gỏi thôi, chấm hết. Nghe nó ăn cá rô phi nó rất là giòn. Thịt ăn gỏi và ăn thịt cá rô phi này ngon cực kỳ luôn. Trước mới làm một bữa với bác Thông này. À, vậy bác cáo mình là ăn lẻ. Có phần anh rồi. Thế bác để phần anh rồi. Bác để phần anh hay bác ngày ăn mất hết rồi. Kéo lại bạn. Bạn vào. Bạn già vào lại. Để từ bác không cần riêng, bác không cần riêng. Y nhiều cá riêng nhỏ. Để từ chị Loan. Để em bắt hai con này đã. Ê, đây, cứu thổ, Huy. Từ từ, đợi, đợi em. Ui dồi, đợi. Cứu thổ, Huy rồi. Để mỗi con. Kìa. Đang sổ kìa. Đi đi, chậm thôi. Trông thì úp đi. Đâu, đây. Nhìn anh nhặt này. Úp mạnh vào, con nó ra mất đây, ấn xuống. Đang làm sao chưa? Nó rút bùn ra mất đây. Đây. Úi lắm. Ghê, mình nắm. Bắt đi, đưa túi đây. Ăn một chỗ. Wow. Lại đi đêm này vui nhỉ? Ôi giời, bắt cá nữa. Bắt cả đêm rất là thích các bạn, mỗi tội măn nổ mà chỉ hình ảnh nó không được mượt mà lắm. Bắt tay đi anh. Đi. Mà đang sướng đấy. Giờ là gì còn tôm. Càng quét hết lâu rồi. Không dạ đấy lên. Chỗ này. Giờ ra đây là nó có một cái dòng. Đấy. Đấy. Ừ, có một cái này. Đây là hai cái giếc thì Huy ơi. Nhìn thấy hai cái giếc gần nhau chưa? Không phải con đấy đâu, đây này một mớ đằng trước đây này. Thôi mất rồi. Ở đây. Đúng đúng này. Ui nhiều cá giếc lắm. Nào túi đâu? Túi anh Phúc cầm. Đưa kiếm Phúc ai? Đưa cái túi. Đã đầy túi, sắp đầy túi, sắp đầy túi rồi. Đây cái giếc này. Đấy. Ui, đây nhiều chưa? Ui, giếc này. Ui, giếc to chưa? Từ. nhiều quá. Thôi, con đấy để mấy úp quá chạy mất. Hai con ảnh đấy. Cái thông hiệp. Đâu mất rồi nhỉ? Úp phát mà đi đâu mất? Mất lần nữa, bùn đấy. Một cái bùn đấy. Hai con mất cả hai à? Cái thằng này. Này. Sao lại mất được nhỉ? Ôi. Đoàn bắt được cả cá to thế. Mất con này rồi. Đi sát ra kìa, cưới ra nào. Đây anh xem đi. Xem bắt bằng tay còn được hơn. Cái này, không có thua đâu. Hỏng ăn rồi. Cái này về phải luyện lại. Luyện lại. Hai con mất cả hai à? Dồi ôi, úp vừa rồi. Quả đơm của tôi. Này thì hai bữa được mất nhà. Mất đại hiệu. Thôi được con rô phi, giết nó nhanh hơn rô phi. Còn nhanh lắm. Giết nó không tóc. Giết to thế. Đây. Đẹp quá. Ui, chú bắt tắt cơ mà. Lớn bùi béo mềm. To bùi béo mềm. Ui, hai con cả giếc này. Đâu? Đâu? Đấy đấy, một con giếc. Ui, kia con rồi. Giếc. Đâu chị? Đây. Ok. Bắt. Ui. Bắt hàng thấy bơi. Con này lọt cái nơm không ạ? Đẹp quá lọt cái nơm. Bắt bốn bằng tay. Bắt bằng tay mới chuẩn. Dòng này quá không? Nhiều quá. Nặng gánh rồi đấy. Đúng không? Nặng gánh rồi đấy. Không quay được. Ui con vạc kìa. Ui ồ, to chưa? Ôi tối không, quá không quay được. Không quay được. Vạc to nhỉ. Đấy dưới chân của rắn đấy. Bắt cá riếc thôi. Bắt cá riếc thôi. Bắt cá riếc thôi. Lấy cả cái con riếc to đi. Hai con ảnh đi. Răng muối thì hơi ngon lắm. Có thì cho vào kho dư đi. Làm ăn bắt cơm nóng thì thôi rồi. Bây giờ bé cho lên cái ấy để cho lên cái sàn. Bé anh em mình cho lên cái ấy nướng. Nướng chén luôn.
Ở này vẫn còn trong nước ấy. Như sầu quá không bắt tay được. Nước còn đông ra được. Đây, thằng con gì đấy? Con gì? To như vậy, con gì? Chú phi. Mất rồi. Hay. Mà đâu còn là đầy trứng to nay mà nướng ngon biết là không to được cả biết con to biết này con to họ bắt rồi Luffy to này này ui Luffy rồi đây hai con Luffy từ từ để ăn chụp tay Luffy à ba con bốn con năm sáu con cả một hai con ơ một đống bắt được luôn bắt được nó cóng nó có cóng đâu hôm nay không rét mấy mà nó vẫn cóng nó cóng đây này ui nhiều quá rồi nó cóng đây đây này đây sao trong đây có à đây có gì vừa úp trong đây có này đây này cá ở tứ phía vậy đấy, cả chạy dung này ui nhìn thấy cả cá luôn này ui nước trong nhở trong cá riếc là nó không bị cóng nhưng mà cá tứ phía cóng tôi chỉ để em đây là cái riếc thôi riếc là nó hay dục sâu đây còn nữa đây nữa con đây 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 con cái thỏ hay là con gì từ từ nước cứ vọt lên đấy chưa móc được chỗ này lắm hai tay vào một tay giữ chùm đây rồi bắt được rồi được chưa đây đây đây, đây nữa ở chân chị ở Loan này đây mà con thật giấc em để em bắt cho em để em bắt cho hơi tay trên hơi tay trên đang hình thể hiện để làm giấc lắm Huy ạ nào thôi đục nước mất rồi mấy con nhỉ đây này ướt đây đi nó vọt lên luôn nó bắn luôn mất rồi vừa mất rồi ui đây ra rồi à đi rồi đừng nước sâu lắm kín vậy mới ra rồi thì theo dòng này lên trên này nhớ chưa? Ê, okay. Ôi. Một đùm luôn. Tí cái là một xôi công liếc. Thấy chưa? Sướng chưa? Nhờ. Thấy chưa? Trời ơi. Nhiều nhỏ. Nhiều con à, anh chị em thấy thích không? Thôi về bây giờ nướng thôi anh ơi. Em ta về làm bữa đây. Đấy rồi. Đấy rồi. Giờ về cho lên cái vỉ xong là nướng nhỉ. Về giờ bác không bảo chúng mày toàn làm ba cái trò trẻ con. Toàn riêng đây. Toàn riêng cái bác ạ. 40.000 một cân. Đúng rồi. Đống này mà không 5-6 cân à? Chỗ này á? Ừ. Chỗ này 6-7 cân này nhỉ? Cả gì đấy. Mọi người đôi khi cũng phải đổi cảnh một tí đi soi đêm một buổi cho nó vui mọi người. Và rất tiếc là ban đêm đấy không có cảnh. Đập chim nhá. Và trong thời gian tới thì nếu mà lúc nào mà bác Thông không quay được là mình sẽ lại kết hợp với anh Phúc đi cùng mọi người nhá. Bác Phúc là anh em bác Phúc. Ui chuột đây chuột đây. Đâu. Anh Phúc là hậu duệ của bác Thông. Nhưng mà về soi đêm thì anh Phúc siêu hơn bác Thông. Đúng rồi. Tại vì mắt bác Thông kém lắm. Bác Thông giờ không nhìn thấy nữa. Chuột à. Đây ui to thế. Đây này. Kia. Ở cái bao đỏ anh này. Anh lên đấy thì nó chạy mất. Ui trời ơi. Xảy ra anh. Chìm. Quên không chặt cái que. Có que. Có que. Chết. Tập hai con về nướng. Thấy thử. Cứ que đập chuột thêm tí các bạn. Quyết không tha. Quyết không tha. Cá cái vứt đây đã để đi đập chuột. Bắt cho em một cành luôn anh. Nhiều gai em ấy. Mình lên trên kia mình úp. Chị Loan máu vậy. Yeah, riêng bắt cá thì cái túi em bỏ đây này chị thích. Thôi rồi nè. Chị Loan thì sở trường bắt cá dân miền biển đấy.
Ừ, người chị Lan là quê ở đâu nhỉ? Quê Hà Tĩnh. Rồi em người con gái Hà Tĩnh. Hà Tĩnh mình ơi, năm nay là mùa. Hà Tĩnh mình ơi, năm nay lại mất mùa. Thôi được mùa cá. Vị. Chạy hết rồi, qua được quen chạy hết. Ở trong cái đống bèo. Chú đi bên này, anh đi bên kia. Ok anh. Đèn nó hết pin, tối quá. Thôi tối vậy thôi, chuột nó mới không chạy. Ui dồi. Đây là anh Phúc ăn ngủ ở đây luôn nhỉ. Mang hết cả cam lộ, muối miếc, các kiểu ở đây, kinh thật. Bình cam lộ của bác Thông vừa đi tìm đấy anh ạ. Bác vừa đi tìm đấy. Bác bảo, tao đi làm về mất luôn bình cam lộ. Về nhà. Sợ mỗi mất bình cam lộ. Đây giờ kẹp vào xe. Giờ kẹp vào xe mang về cho bác. Bón, bác khỏi. Bác hỏi đấy. Ủi, đây anh nướng ốc à? Nướng ốc, kiếp kia này. Kiếp này bảo rồi có những ngày cần có những người không về nổi. Đi qua những ngày ấy. Trần Đại Ca. Bác Trần Đại Ca đang nhóm bếp sẵn rồi. Đấy. Ông ơi. Ê. Có một lúc mà được nhiều vãi. Có một lúc mà được nhiều thế nhỉ. Ngày mai cho mà ăn rứt đầu. Ăn rứt đầu bây giờ ăn luôn. Rứt đầu ấy, luôn. Ô, có một tí đấy bác ạ. Bây giờ không ăn nữa. Đêm thì ăn một lúc gì. Gió phi, ném nhau gió phi rồi. Rứt đầu luôn. Cái này bỏ trong cướp nữa. Ô rớt. Cứ đổ nó vào đây. Cho nhiều nước vào cho nó sống. Vét này nó không chết đâu. Còn hết mà không vét này nó chết. Đừng có sổ. Chậu nó kì. Hai con. Cứ đổ nó vào này. Bơm về như này, nước vào này. Nhiều nhỏ. Vào ấy. Biết nướng luôn. Nhiều không bác? Nhiều đấy. Toàn riếc này. Riếc nhiều riếc lắm bác. Nhiều riếc lắm. Ôi. Chúng ấy cho nửa nước vào đây cho nó nhiều lên một tí. Ít nửa chân nước còn sau cái dẹp làm sao vậy? Ông bố mẹ đâu? Mẹ cả những lần đi không có mẹ. Mẹ về quê rồi. Mẹ bố. Theo ông nào rồi? Mẹ bố. Ơi. Mẹ đâu? Mẹ về quê rồi như. Mẹ theo ông nào rồi? Ngày mai mốt nước nó xuống nó to à nước to. Còn riêng này to bao nhiêu? Dã man thật. Mớ cá riêng này chất cái lượng rồi đấy. Chị Loan mày chắc khéo còn đang ấy. Vẫn đang tiếc mấy. Đang soi cu. Ô nhưng mà giờ làm gì có cua? Này là béo thì là có cua. Đấy. Canh cua lâu không ăn. Nướng một lúc mà vàng rộ nhỉ? Vàng rộ. Hai anh em mình về nướng cá gần chín rồi mà chị đấy. Loan vợ anh Phúc vẫn chưa chịu về các bạn ạ. Vẫn còn đang xoài, cặm cụi xoài. Vẫn đang gầy đấy. Mà đấy là bảo là sợ ma đấy nhỉ? Vậy mà không sợ ma thì chắc là đi xuyên đêm. Vẫn chưa về đâu. Chị mày nhiều lúc đi cứ một mình là đi suốt. Cái này thấy cái cá là lông lộn này. Lông lộn này. Cái chạy vòng chạy vòng vòng. Đấy, bác Thương chỉ đợi con dâu bắt cua về cho ăn. Chả biết cái được con nào không cái rét này. Cái rét này thì không có như mùa hè đâu, mùa hè cua nó ra. Mùa hè thì sao? Cái rét này nó nằm trong rông nó như nhà mình với mình. Mình nhà mà. Mùa này không còn cua. Mấy tháng nay không được ăn canh cua có Thông đang nhớ. Béo nhỉ. Phải mấy tháng họ đang bán nhiều mình ăn nó nhiều thức ăn đi suốt ngày đi bắt cá cua. Lâu lâu không ăn đổ canh là nó cũng ấy. À. Mọi lần là nhà bác cái cháu bác bảo nhà mình nghèo thì giàu thức ăn. Nhà mình nghèo thì giàu thức ăn không ạ? Biết đó. Vợ anh Phúc là Hà Tĩnh nhỉ?
Ừ, vợ anh quê Hà Tĩnh. Nhưng mà trước sao mà quen được vợ? Ngày đấy cũng lâu rồi, được quen là cũng nói không ai tin, nhưng mà lúc đấy quen trên mạng. Quen trên mạng á? 2001, 2002. Đi làm ngoài Hà Nội là mình cũng vào quán chat, bắt đầu chat. À. Vào quán chat thì ngày đấy chưa chat bằng cái Yahoo chat thì. Yahoo chat lúc đấy chat vào phòng máy tính, toàn máy tính to ấy, thì đã có màn hình mỏng như bây giờ. Thế xong là hẹn gặp nhau à? Gọi là mình chat thì mình vào phòng, ví dụ kiểu mình vào phòng miền Nam, khu vực miền Nam, khu vực miền Trung, khu vực miền Bắc. Vào thì ngồi cũng nói chuyện tầm phào vậy. Thế xong có ấy đâu. Về sau rồi vào miền Nam lại gặp nhau. À, vào miền Nam làm bắt đầu mới hẹn gặp nhau đấy. Đây. À. Thời đấy lúc đấy đang học lớp 8. Thế. Rồi. Đang học lớp 8 mà đã lên Hà Nội làm rồi ạ? Không, anh thì anh đi làm sớm, còn vợ thì lúc đấy đang học lớp 8. Là cũng đi học là đi tranh thủ vào chat chít đây. À, cũng bỏ học ấy. Bỏ học từ con nét đấy. Thế xong đi học về là cứ tranh thủ vào chat, cứ kiểu lúc đấy vào thì tranh thủ nhắn tin nhắn tiếc vậy thôi. Mình nhắn tin vậy, đấy, gần quen. Thế là về sau mấy năm sau mới cưới à? Yeah, lâu, nếu có tính ra cũng 7-8 năm. Ui, yêu lâu nhỉ? 7-8 năm. Mình cũng chỉ có vào mạng thì nghe xem đọc tin nhắn về sau. Học xong hết lớp 9 là thôi không học nữa. Không học nữa là vào trong Gia Lai làm ấy. Gia Lai làm xong về sau vào đến Sài Gòn. Ui giời, đang thì bỏ vào lại cứ lôi ra. Vậy là vào Sài Gòn bắt đầu lúc làm công ty bắt đầu gặp nhau. Lúc gặp nhau còn mỗi đứa có phải đến 100 cây số từ đây đến Hà Nội. Mỗi lần đi chơi xa lắm. Gọi là cũng có duyên nhỉ. Yeah. Xa lắm. Vậy anh đi từ Bắc vào Nam rồi nhỉ? Từ quận 12 mà xuống đến Trảng Bom, Đồng Nai xa lắm. Mà cứ thứ bảy mới đi. Nói chung là cũng một cái cuộc tình xa xôi cách trở hết nhỉ? Yeah. Vậy mà cũng gặp nhau cũng mấy năm, 2-3 năm. Bắt đầu về Bắc cần mấy năm nữa mới cười. 2-3 năm nữa mới cười. Xem không. hỏi cháu nó xem không à? Nó có hiểu không? Nó bảo xem. Nó bảo là nó có xem. Xem sao mà sợ mày cắn mất điện thoại ấy. Nói chung già làm hết. Bắt thôi mai đi soi đêm không ạ? Không. Sao đi giao lưu văn nghệ tí? Ra thì rét nước này, các ly ra hạ cánh nhưng mày nguyên vác tao về mà uống. Bệnh viện 700 giường nó xa, nó cứ gần đây đâu. Bác lại đang cày view. Bác đang cày view cho bác. Bác tự xem video chấm điểm hả bác? Video này bác chấm bao nhiêu điểm? Tự chấm điểm 10 điểm. 10 điểm cơ. 10/10. 10/10. Bắt đầu xuống đây ăn con cá cho vui bằng. Xuống nha, làm con cho vui. Chị Loan chị mua cả bún nghe tao bung một xoang xương đây. Này bác Thông chán cá rồi các bạn ạ. Nhưng mà nằm đây thấy thấy thơm thơm cũng thèm. Thì ăn thì ngồi xuống luôn. Thơm cái đấy. Đang chấm điểm cái chuyện này. Đi ra thế nào. Thôi anh em mình chiến trước đi. Để phần chị Loan mấy con tí nướng ăn hết xong nướng cho chị mấy con chị về chị ăn. Ăn không hết đâu. Đây anh em. Ăn đâu ăn hết rồi cứ ăn. Chín chưa? Ăn nó chán nó ăn rồi. Đấy. Rồi chín rồi. Chín rồi đấy. Nhìn như mít chín. Như mít chín. Video ngắn rồi. Anh em mình chín con này. Bóc ấy ra. Để em bóc nha. Bóc cho thôi. Tiếp này có trứng đấy. Vậy à, có trứng à? Có trứng các bạn. Trứng non. Đấy. Trứng non đấy. Ấy, thơm lắm. Trứng chín thì đấy. Đấy. Ngon tuyệt vời. Ui giời. Bác Thông ngồi đây, bác Thông ơi. Mời mọi người nhá. Ngồi đây một con nhân vui. Mấy khi đi xoay đêm được. Đấy
này là sở trường của bác theo. Nhưng bây giờ bác hết sức rồi. Dạ bác không đi. Giờ bác bị xoán ngôi rồi. Có lại trò này, ngày xưa tôi xoay điểm tôi đi bắt đi xoay suốt đi mày. Đây bác ngồi đây. Nhưng bây giờ bác bị xoán ngôi rồi. Xoán là xoán tôi. Năm nay tôi hơn 60 tuổi, tôi đang khỏe mạnh như chấm, tôi đạp phát đổ cả đùi lại. Nước cam lộ tôi uống mỗi ngày 8 chén. Ăn đi, mời con cháu. Xèo xèo. Ây, mời đi. Hôm qua bác cháu mình rồi. Đúng làm rồi. Làm một chảo cá rô đồng nguyên cho chó ăn hết. Con kia ăn no quá, tưởng nay hạ cánh thì không hạ. Mọi người mời nhá. Cá bắt về từ đồng về nóng hôi hổi luôn. Đây này. Bà thông mời tất cả các bạn và mọi người. Đây là cá nướng thế này. Mời đi. Bà thông mời đi. Ừ, ngon vậy. Ngon quá bác ạ. Mà sao mày ăn tham quá, mày vừa ngồi phát hết nửa con cá rồi vậy? Con này nó vừa khập. Con này nó vừa khập ăn. Nó chưa kịp uống, mày đã ăn vậy. Ăn xong mày đã khập mất nửa con rồi hả? Ăn mày từ từ chứ bác ăn cái gì. Nướng như vậy mới là được, nhưng mà vẫn không bằng răng muối, không bằng hấp muối. Nướng như này nó đẹp mắt thôi, nhưng mà ăn không chất lượng. Đúng rồi. Muối nó ngon làm gì. Răng muối vẫn là nhất. Thôi uống đi cháu. Vâng. Bác mời nha, anh mời nha. Ê ôi. Đắng cay ngọt bùi. Bác con to cái man nghề cho nên. Đấy bác, mọc luôn con to đấy bác à. Đây phần chị Loan. Ăn bên này đầy con ngon. Con nào cũng chẳng là con. Nguyên mỡ là mỡ nó nóng. Từ mỡ của nó nhưng mà lấy lắm mỡ thì cá giếc như cá giếc mùa đông. Cá giếc mùa đông như mông con lợn như. Như mông con lợn. Cá giếc mùa đông như mông con lợn. Nhưng mà đi xoay đêm này chộp sướng lắm bác ạ. Bác ấy đi xoay suốt cả đời, bác cái giờ bác không đi gần thì bác lạ cái gì. Nó ngủ ấy, dễ bắt đi. Đợt này nghiện ăn cá nướng anh Phúc ạ. Ngày nào bác thông nướng cho ăn. Nướng muối bác hấp. Mình ăn các kiểu, ví dụ mình ăn hôm nào mình không ăn hấp, ăn ấy nữa thì mình ăn nướng. Vâng. Ngon quá. Bông, bông ơi. Bông không dám ra đâu. Cái này kho ăn cái đầu này ngon lắm. Vậy. Cái này kho ăn đầu ngon. Bông ăn như con lợn. Cứ để đây bố. Bố ăn bố lấy mà. Con trai cả của bác á. Nó vừa đi xoay về. Mà cái này sắp kiểu sắp mưa rào. Nhưng mà nó người nó yếu. Nó răng nó kém. Là. Sắp mưa rào. Con nào cũng có trứng. Ra thắng cá giếc này nó có trứng quanh năm. Thế ạ. Cá giếc là có trứng không, quanh cá năm. Cá rô nó có trứng rồi. Nó lập xuân sớm, 25 mình lập xuân rồi, không sợ rét. Nên là làm ruộng ở Bắc, ngay mai Bắc Lắc. Ngay lấy dối giống nhưng mà người yếu quá không dám đi. Ra ăn cột cổng nên tối đi ăn mồm mịt nặng. Tối đi ăn mồm mịt, mặt mũi say sẩm rồi bác. Ngay nó làm tụt áp huyết, nó không dám đi. Ngay đi lấy dối giống về ngâm, nhưng ngâm 2 ngày tắc được mà. Phú ăn cá nướng không con? Hôm nào ấy là bắt đầu mõ sáng cái chiều giặc luôn, mang cứ vậy cho vãi. Ông ấy hết luôn. Khoảng 4 ngày nữa là bắt đầu. Bài. Ngon. Tuyệt vời. Bác thấy cá béo không? Béo ngon. Tuyệt vời, nướng kiểu vậy nóng cũng ngon mà hấp muối cũng ngon. Giá bác đấy. Khỏe thì dù bác béo. Đi xoài thì nó vui lắm. Mày điên à? Tao mà ra đấy có ngày mai thông báo tin buồn. Giết như vậy mà đòi thân đi á. Hai bác cháu ngày mai mốt nắng đi làm vũ nữ chân dài. Đây, vũ nữ chân dài đấy. Phải làm chứ. Cái món vũ nữ chân dài thì bác bảo làm món gì? Ôi trời ơi, cháu ơi, ra kia mua măng rang. Măng rang. Măng chua ấy. À. Mang phải đang nấu cho mà ăn. Mày thấy ăn không? Có chứ. Mai ngày kia làm luôn. Nhưng mà cháu vừa đi không thấy có con ngoé nào. Ôi trời ơi cháu ơi. Người tài trong thiên hạ như lá mùa thu cháu ạ. À. Thế à? Thế phải để bác công trổ tài ra tay. Không, thì anh Phúc. Anh Phúc cơ bác thì chịu. Bác chế biến thôi. Bác chế biến ẩm thực thì miễn chê. Còn bác đi bây giờ thì mắt đã kém. Vâng. Còn ngày xưa bác toàn làm nuôi chúng đấy, nó lên. Đấy là định nhảy xuống bắt rồi đấy. Nhưng nuôi mà... chúng nó lên đi. Dạy dỗ nói còn là cày suốt ngày hôm nay học rồi thôi cày thưa tôi không cần cày dày cày thưa thưa cày thì lúa xạ không quan trọng mà cứ cày thưa thưa bừa
Cốt quan trọng là nhỏ mõ làm sao. Ừ, hay là dài cũng cày. Cày không? Cày không, chạy thưa nó. Thưa thì làm thưa nó đỡ. Cày thì rất nhanh. Nhưng mà làm thì bừa thì lại lâu. Đấy. Con này Huy bảo con giết đực hay giết cái? Giết này nhá. Con đấy cứ đực hay cái. Đực hay cái của phần tao. Bây giờ từ đấy giờ ăn con nào có trứng rồi giờ bảo con này có đực hay cái. Tao bảo con này con đực. Bác Thâm bảo con này con đực. Tao bảo con đực. Vậy thì bóc ra xem nó đực hay cái. Bóc ra xem. Ừ. Đầu nhọn chỉ là được. Thế ạ. Thế cháu bóc ra mà có trứng thì sao? Có trứng thì tao. Con này con đực. Tao hạ cánh hơn mày. Hạ cánh như mày. Ê! Có trứng. Hạ cánh rồi. Quân này nướng kiểu đẻo. Cái đầu này đang sống. Đấy, chín, nó chưa thu vào. Chưa chín mấy. Nên là bác không phát hiện ra. Thôi bác xin lỗi cháu. Bác xin lỗi cháu. Thôi uống đi. Toàn các ấy cả. Cá rụng đây đấy. Cá bên đây nóng. Nóng người ông cầm. Lại đi ông lại bảo tay. Không. Để phần con dâu tao gì. Mấy què. Cái này là mỡ cá mà phải nóng thật. Nóng lắm. Đấy anh bị nhát rồi. Đấy. Bị nhát rồi. Nóng thật rồi. Chuột tay. Mỡ này nóng. Ôi, video hôm nay mình xin phép dừng ở đây luôn mọi người nhá. Tại vì đợt này là bận quá nên là tranh thủ buổi tối mới đi quay video để các bạn thấy. Trần Thông lúc nào cũng chỉ cảm ơn tất cả các bạn đã đến video này. Đấy. Mà lúc nào Trần Thông cũng mong các bạn về với Trần Thông là một niềm vinh hạnh. Mà Trần Thông không giận hoán trách gì ai, kể cả ai chụp Trần Thông cũng được nhá. Đấy thì hai chữ vô tư. Thì đợt này là xin chào các bạn và đón video tiếp. Bây giờ đợt này bác Thông rất là bận mọi người ạ. Nên là những cái lúc mà bác không đi quay video được ấy, thì mình sẽ kết hợp cùng với anh Phúc để quay video để ra cho mọi người xem nhá. Thì mong mọi người ủng hộ anh em mình như ủng hộ mình với bác Thông nha mọi người nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Đây là Trần Sùng. Anh em thích kênh là cứ cho. Đây là Trần Sùng quan cả của bác. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Nó thay mặt bác làm tất cả sức công phá ngoài đồng. Còn giờ bác yếu rồi. Bác không còn sức nữa. Không còn mấy tí thịt nữa báo cáo các bạn vậy. Chỉ có nói được thôi. Chỉ có nói được thôi nhưng mà không làm được. Thầy giáo trang vẫn gặp vẫn cứ Trần Sùng.